Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với những diễn biến trong hiệp 2 của trận đấu giữa giao hữu giữa FC Bắc Linh và Real Tomas. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 0-0. Bước sang hiệp 2, hai đội hiện thay đổi người. Pha chip bóng rất hay. Hoan hô đình kính. FC Bắc Linh đã tung hai trụ cột vào sân, nhằm xoay chuyển tình thế và tìm kiếm những điểm số có lợi cho riêng mình. Rất hoan hô Minh Tân. Những phút đầu tiên của hiệp 2, hai bên đã dâng cao đội hình để tìm kiếm những bàn thắng, khai thông thế bế tắc. Real Toma cũng đã có đến hai sự thay đổi người. Vào sân siêu tiền đạo Xuân Huy và Duy Tếu. Đình Kính. Một pha đá phạt góc cho thủ Real Toma FC. Với việc FC Hải Dương đang có 2 điểm và lợi thế rất lớn trong trận đấu cùng giờ thì FC Bắc Linh buộc phải thắng trong trận đấu này thì mới có thể tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch. Rất nguy hiểm. Tỷ số sao đấy? Cái này đang không đều. Không đều. Hải Dương đấy thôi, chắc thắng là. Xuân Tuấn. Vẫn là một phát xuất sắc, hoan hô Xuân Tuấn. Bóng đi rất hiểm. Rất kỹ thuật. Xuân Tuấn thực hiện pha đá phạt biệt. Hoàn biên. Rất hay. Vẫn là những pha xỏ hàng đặc sắc của Duy Tếu. Trao tay yêu cầu cầu thủ Bắc Linh FC thực hiện lại quyền đá biên. Trao tay bên nào hô to này chỉ ở bên đấy. Chạm tay Xuân Huy. Như thế. Huy mệt chưa? Đá tài đá cho say tay ma.
qua đi hết đường bên em. Và đá biên cho cầu thủ Công Tô An Thịnh. Ở phía sân bên cạnh thì Hải Dương tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sân Công Gộ. Minh Thần đã rất vất vả mới có thể kiểm soát được tình huống bóng vừa rồi. Rất hay. Hai đánh một. Trong xuống. Hay quá anh ơi. Xuống. Hoàn hồn Minh Tân. Rất quyết liệt. Minh Huy. Bóng vẫn còn trong sân. Kiệt kỹ thuật. Hoàn hồn Duy Tiếu. Và để bóng rất quyết liệt của Duy Tiếu. Rất nguy hiểm. Minh Tân. Hoàn hồn Minh Tân. Minh Tân đã bị đau trong tình huống cản phá bóng vừa rồi. Lão ơi, nghỉ một tí em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dề thế. Phản công, phản công. Hoan hộ. Và đã dần rất hay của Xuân Huy. Cung vào hay là anh vào? Anh vào đi. Anh vào đá tiền đạo. Tí em đá thay anh Tuấn được. Em đá rồi. Còn tí em đá thay anh Tuấn thì nữa. Ok. Anh vào thay Huy đá tiền đạo. Huy á? Nó phải đá mười. Tôi thay người anh ơi. Tôi thay người. Bóng chết rồi. Thay người. Rồi, cảm ơn anh. Không vào bắt em. Thôi anh em cứ nghe trọng tài anh ơi. Anh ấy đội khác mà. Anh ấy đội khác mà, khổ quá. Anh cứ bắt đi, khổ chứ. Thôi anh ơi, giáo hữu đâu mà. Anh ơi. Ở ngoài không hỏi. Anh em đồ đi đá truyền đi. Xuân Hiệp. Hiệp Hoa. Không ngoài, hiểu ý. Hiệp Hoa trong tình huống bóng vừa rồi. Em ơi biên này. Hay quá. Xuân Tuấn và Xuân Huy. Hết rồi, hết rồi anh ơi. Hết rồi, bóng đập vào chân anh ơi, áo cao rồi. Anh bóng đập có chỉ thảo ở trong trước này. Còn góc thì anh chỉ thảo vào phía góc anh hiểu không? Còn biết thì bóng phải nữa là anh chỉ gợi anh đấy. Đúng rồi. Đấy, bóng vẫn còn trong sân. Bây giờ trọng tài bên làm căng lên. Cứ để cầu thủ đó anh em. Có bàn thắng cho cầu thủ Bắc Ninh FC vào những giây phút cuối cùng của hiệp đấu thứ hai, rất đáng tiếc. Chú ý nhá. Chú ý nhá. Đẩy lên. Đẩy lên. Tập trung không? Rất hay. Vào. Điểm đi. Điểm đi. Vào. Rồi, chặn rồi, chặn lại. Liên tiếp là những pha hãm thành của cầu thủ Bắc Ninh FC. Nếu như Bắc Ninh FC có 3 điểm cho trận đấu này thì trận lượt cuối cùng sẽ rất đáng xem. Đó là cuộc đua đến người vô địch của Bắc Ninh FC và Hải Dương FC. Còn bây giờ đúng 1 phút đến 16.
Đây đây, về đây. Từ từ. Áp sát luôn. Nhìn người, nhìn người. Đưa, 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 đưa. Đưa kìa, vẫn còn kìa. Đúng rồi. Kết rồi, kết rồi. Vâng, trọng tài đã đổi tiếng còi, kết thúc hiệp đấu giữa Bắc Linh FC và cầu thủ Real Madrid. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về cầu thủ Bắc Linh FC. Xin chúc mừng cầu thủ Bắc Linh FC.